Rồi, xin ái mến chào tất cả các bạn nha. Thì tiếp tục hôm nay mình đang mình bán chọn bộ vỏ máy nha các bạn. Hoặc là anh em muốn mua đầu máy cũng được ha. Hôm nay mình đang mình bán chọn bộ vỏ máy. Máy thì máy Yanma 4T86. Máy này đã qua sử dụng nha các bạn. Máy và dàn cầu đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là căng đét luôn bay, rất là ken luôn ha. Đấy, máy đã qua sử dụng nhưng mà vẫn còn căng luôn, rất là đẹp. Đấy. Máy này đầu xám nha anh em. Thì anh em cũng có sơn lại ha, sơn lại cho nó đẹp. Dàn cầu cũng đã qua sử dụng luôn nhưng mà còn rất là căng nha anh em ơi, có đẹp ha. Dàn cầu máng ngu. Chung dàn cầu này còn rất là chất lượng nha bạn. Đấy. Dàn cầu còn rất là êm. Yanma 4T86 đầu xám. Thì anh em cũng có sơn lại nha anh em ơi. Máy thì anh em bao hơi bao cốt anh em ha, bao từ A tới Z, bao toàn tập. Anh em chỉ về là sử dụng ha. Rồi mình sẽ vô chi tiết cái vỏ sau. Vỏ thì vỏ 9m2, lát 1m5. Siêu tải nha anh em ơi. Anh em về này chở máy bay đi sợ lúa quá là ok luôn ha. Còn anh em đi chở tải á, ok lắm. Máy này cũng còn bộ giá rẻ nha anh em ơi. Giá thì hồi mình sẽ báo trên phần tiêu đề ha. Anh em muốn mua cái máy cũng được, hoặc là anh em muốn mua cái vỏ thì bán trọn bộ nha, trọn bộ khoảng 42 triệu anh em. Vỏ lãi thì vỏ lãi 9m2 nha các bạn. Vỏ lãi 9m2 lát 1m5. Chỗ này anh em đi chở máy bay đi xả lúa là rất là ok luôn nè, tại nó rất là lớn ha. Vỏ 9m2 lát 1m5. Còn Yanma 4T86. Nếu như anh em có cái máy rồi thì anh em muốn mua cái vỏ không được nha bạn. Muốn mua cái vỏ bự nè. Vỏ lãi 1m5 nè. Vỏ 9m2 lát 1m5. Cũng được ha. Hoặc là anh em có cái vỏ rồi thì anh em mua cái máy cũng được. Đồ máy dàn cầu. Máy này thì đã qua sử dụng nhưng mà rất là mới nha anh em. Máy đã qua sử dụng nhưng mà rất là mới. Hơi thì anh em bao cho các bạn nha, bao cho anh em chạy. Thì ở đây mình đang bán trọn bộ ha. Yanma 4T86 đồ xám. Máy đã qua sử dụng. Trọn bộ vỏ với máy luôn. Vỏ thì vỏ 9m2, lát 1m5. Trọn bộ vỏ máy là 42 triệu nha anh em. Còn anh em muốn mua cái máy dàn cầu không được ha, thì anh em cứ comment đi rồi mình cho anh em giá cả chi tiết cụ thể nha các bạn. Thì anh em muốn có cái vỏ rồi đó, anh em muốn mua cái đầu máy dàn cầu không cũng được. Hoặc là anh em có cái đã có cái máy rồi mà anh em muốn mua lên cái vỏ lớn nè, lên cái vỏ lớn kiểu vỏ 1m5 nè, thì anh em cũng có bán cho các bạn luôn ha. Thì anh em cứ comment với đi rồi mình sẽ cho giá cả cụ thể cho anh em đó. Anh em muốn mua cái nào cũng được. Còn hôm nay là mình đang bán trọn bộ ha. Trọn bộ vỏ máy. Trọn bộ vỏ máy là giá chỉ có 42 triệu nghe nè. 42 triệu. Giá cũng rất là hời luôn ha. Đấy. Tại vì máy này dàn cầu cũng rất là êm nghe nè mày. Đấy. Rất là chất lượng. Yanma 4T86 độ xám. Dàn cầu inox. Trọn bộ ha. Anh em muốn mua trọn bộ cũng được, hoặc là mua máy không cũng được, hoặc là mua cái vỏ cũng được. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em ha. Đấy, anh em đang chạy lên cho bạn xem các bạn. Hôm nay ngoài sông rất là sóng, rất là khó chạy. Sóng nó đàn á anh em. Nó đàn rồi nó chạy nó giật rất là khó chạy ha. Sóng lớn. Sóng quá. Đấy, gió nó giật rất là khó chạy. Gió còn sóng nữa. Được gió còn sóng, chạy nó bê nó khó chạy nha anh em. Đây, anh em đang chạy lên cho bạn xem. Đó. Yanma 4T86.
Rồi 92 lan mét rưỡi nha anh em.